kiến thức y khoa mới nhất, nhận ngay chứng nhận đào tạo CME sau khi kết thúc. Tất cả sẽ có trong chương trình hội thảo trực tuyến số 20 cập nhật vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị, phát sóng từ 14 giờ đến 15 giờ 30 ngày 17 tháng 11 năm 2023. Xét nghiệm giải phẫu bệnh được ứng dụng rộng rãi trong y học, có vai trò là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh lý nói chung và đặc biệt đối với ung thư nói riêng. Kết quả phân tích sẽ giúp các bác sĩ biết rõ được bản chất của những vùng tổn thương trên cơ thể hoặc xác định khối u là lành tính hay ác tính. Ngoài ra, đây là phương pháp sàng lọc phát hiện ung thư sớm, từ đó giúp lên phác đồ điều trị và tiên lượng bệnh, xác định giai đoạn hoặc theo dõi sau điều trị cho từng bệnh nhân, nhằm mang đến những kiến thức bổ ích, hỗ trợ các bác sĩ trong công tác điều trị chẩn đoán chính xác bệnh. Tuần này, hệ thống y tế Melatech tổ chức hội thảo trực tuyến số 20 do đại tá, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm bộ môn kiêm chủ nhiệm khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y chủ trì. Chương trình hội thảo trực tuyến số 20 cập nhật vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị được phát sóng trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Melatech vào 14 giờ đến 15 giờ 30 thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2023. Tham dự chương trình, quý vị sẽ được cấp chứng nhận CME với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình, làm bài podcast đạt từ 50% điểm trở lên. Nhanh tay đăng ký tham gia tại link. Hãy cùng chờ đón những thông tin bổ ích và nhiều điều thú vị diễn ra tại hội thảo. Mọi thông tin cần giải đáp về chương trình, quý vị vui lòng liên hệ cán bộ Phạm Hoàng, số điện thoại 085 31 34 568. Đào tạo hấp dẫn, cập nhật kiến thức y khoa mới nhất, nhận ngay chứng nhận đào tạo CME sau khi kết thúc. Tất cả sẽ có trong chương trình hội thảo trực tuyến số 20 cập nhật vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị, phát sóng từ 14 giờ đến 15 giờ 30 ngày 17 tháng 11 năm 2023. Xét nghiệm giải phẫu bệnh được ứng dụng rộng rãi trong y học, có vai trò là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh lý nói chung và đặc biệt đối với ung thư nói riêng. Kết quả phân tích sẽ giúp các bác sĩ biết rõ được bản chất của những vùng tổn thương trên cơ thể hoặc xác định khối u là lành tính hay ác tính. Ngoài ra, đây là phương pháp sàng lọc phát hiện ung thư sớm, từ đó giúp lên phác đồ điều trị và tiên lượng bệnh, xác định giai đoạn hoặc theo dõi sau điều trị cho từng bệnh nhân, nhằm mang đến những kiến thức bổ ích, hỗ trợ các bác sĩ trong công tác điều trị chẩn đoán chính xác bệnh. Tuần này, hệ thống y tế Melatech tổ chức hội thảo trực tuyến số 20 do đại tá, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm bộ môn kiêm chủ nhiệm khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y chủ trì. Chương trình hội thảo trực tuyến số 20 cập nhật vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị được phát sóng trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Melatech vào 14 giờ đến 15 giờ 30 thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2023. Tham dự chương trình, quý vị sẽ được cấp chứng nhận CME với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình, làm bài podcast đạt từ 50% điểm trở lên. Nhanh tay đăng ký tham gia tại link. Hãy cùng chờ đón những thông tin bổ ích và nhiều điều thú vị diễn ra tại hội thảo. Mọi thông tin cần giải đáp về chương trình, quý vị vui lòng liên hệ cán bộ Phạm Hoàng, số điện thoại 085 31 34 568. Xin kính chào toàn thể quý vị, tôi là MC Huyền Trang. Rất vui khi lại được cùng đồng hành với quý vị trong chương trình hội thảo trực tuyến của hệ thống y tế Melatech, phát sóng trực tiếp vào thứ 6 hàng tuần. Đến với chương trình, chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho quý vị những kiến thức mới nhất, cập nhật và liên tục liên quan đến lĩnh vực y tế. Cùng với đó là kết nối quý vị với những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Chương trình hội thảo trực tuyến của hệ thống y tế Melatech phát sóng trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Melatech và trên LinkedIn. Hy vọng quý vị sẽ có những phút giây thật vui vẻ và bổ ích khi tham gia chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, sau các số phát sóng tuần trước thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các y bác sĩ trên toàn quốc. Cùng với đó là ban tổ chức cũng đã ghi nhận được những sự góp ý để cải thiện chương trình ngày một chuyên nghiệp và ý nghĩa hơn. Ngày hôm nay, một nội dung vô cùng quý giá và bổ ích, vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị sẽ được gửi tới quý vị. Ban tổ chức hội thảo trực tuyến hệ thống y tế Melatech ngày hôm nay vô cùng vinh dự khi mời đến được chương trình chuyên gia với rất nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong lĩnh vực giảng dạy trong lĩnh vực này.
Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia, đại tá, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm bộ môn kiêm chủ nhiệm khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, chuyên gia giải phẫu bệnh hệ thống y tế Malatech. Trước khi bắt đầu nội dung bài giảng thì em xin kính mời chuyên gia, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Trần Ngọc Dũng có đôi lời gửi đến toàn bộ quý vị đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đồng nghiệp. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia cái chương trình hội thảo trực tuyến cùng với tập đoàn Malatech. Đây cũng là cái dịp để chúng tôi được bày tỏ và sự trình bày công việc mà chúng tôi đã và đang làm và sẽ làm tiếp theo. Và cũng nhân dịp này cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả các quý vị đồng nghiệp, các quý vị khách hàng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Dạ, em xin cảm ơn chuyên gia về những lời chia sẻ vừa rồi ạ. Thì ngay bây giờ không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa thì xin phép kính mời chuyên gia bắt đầu nội dung bài giảng của mình. Kính mời đồng nghiệp hãy cùng theo dõi với chương trình của chúng tôi. Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, báo cáo quý vị khán giả và các bạn đồng nghiệp, trong cái phạm vi bài ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được cái trình bày đôi nét về cái vai trò của thảo bệnh trong chẩn đoán và điều trị. Với một cái chủ đề như thế này thì có lẽ là cũng khá là dài, với cái thời lượng trong vòng khoảng trên dưới một tiếng thì chúng tôi cũng không thể nào trình bày hết được. Tuy nhiên trong phần trình bày này của chúng tôi thì cũng xin phép được trình bày những cái nét chính về ý nghĩa của cái chuyên ngành giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời cũng có những cái giải thích một số các cái thuật ngữ để quý vị đồng nghiệp các bạn có thể hiểu hết được vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị. Hiện nay thì cũng có một số những cái suy nghĩ chưa thực sự chính xác về cái vai trò của giải phẫu bệnh. Tôi lấy thí dụ như có một số suy nghĩ, một số ý kiến thì cho rằng giải phẫu bệnh cũng chỉ để chẩn đoán là lành tính hay ác tính. Cái thứ hai nữa là cũng có thể có một số quý vị cảm thấy là rất yêu quý giải phẫu bệnh cho nên lại nghĩ rằng là giải phẫu bệnh có thể làm tất cả mọi việc, nếu như chỉ cần sinh thiết ra là chẩn đoán được tất cả mọi việc. Hoặc là chúng ta có thể có một cái sự nhầm lẫn giữa cái sinh thiết với lại tế bào học, xét nghiệm sinh thiết và xét nghiệm tế bào học, và chúng ta thường gọi chung đấy là sinh thiết nhưng mà thực ra thì đấy là hai kỹ thuật hoàn toàn khác nhau, và cái độ chính xác, độ tin cậy của cả hai phương pháp này nó cũng có sự khác biệt. Sinh thiết ở đây chúng ta hiểu là phải có một cái mảnh cắt, một thiết có nghĩa là cắt một cái mảnh mô lấy ở cơ thể người sống thì người ta gọi là sinh thiết. Và như vậy thì chúng ta thấy là trong y học người ta có thể trong quá trình làm giám định pháp y chẳng hạn thì người ta có thể lấy tử thiết, tức là người ta làm các xét nghiệm mô ở trên nạn nhân đã bị tử vong. Thì đó là một số những cái thuật ngữ mà có thể là chúng ta cũng còn bị nhầm lẫn. Về đầu tiên thì tôi cũng xin phép được trình bày đôi nét về cái khái niệm về giải phẫu bệnh là gì. Thế thì giải phẫu bệnh thì được coi đây là một cái môn khoa học nghiên cứu về các cái tổn thương, và cái sự nghiên cứu này là chúng ta nghiên cứu cái sự biến đổi hình thái. Trong y học thì chúng ta có thể tạm chia thành hai cái lĩnh vực. Một là những chuyên ngành nghiên cứu về những biến đổi về mặt chức năng, thí dụ như là sinh lý bệnh, hoặc là sinh hóa, hoặc là huyết học vân vân. Và một cái nhóm chuyên ngành gọi là các cái nhóm chuyên ngành về mặt hình thái học, tức là chúng ta có thể quan sát được trực tiếp các cái tổn thương bằng mắt. Và nếu như mà chúng ta quan sát bằng mắt thường hoặc là quan sát dưới các cái hệ thống nội soi thì chúng ta có những cái hình ảnh gọi là hình ảnh đại thể. Chúng ta có thể quan sát những cái tổn thương này ở dưới kính hiển vi quang học có độ phóng đại khoảng từ 40 lần đến khoảng 1.000 lần thì chúng ta có cái hình ảnh gọi là hình ảnh vi thể, và chúng ta có thể sử dụng quan sát tổn thương dưới những cái kính hiển vi điện tử truyền qua hoặc là điện tử quét thì chúng ta có hình ảnh gọi là siêu vi thể hay là siêu cấu trúc. Và
trên cơ sở cùng với các cái chuyên ngành khác của y học hiện đại thì chúng ta có thể xác định bản chất của các cái tổn thương. Từ đó chúng ta đối chiếu với lâm sàng và tìm hiểu các cái nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, góp phần nâng cao chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Như tôi đã nói là giải phẫu bệnh giúp cho người thầy thuốc có thể tận mắt xem xét, nghiên cứu, tổng hợp những cái biến đổi hình thái để giải thích những biến đổi về mặt chức năng và những cái triệu chứng lâm sàng, đồng thời tìm hiểu những nguyên nhân và diễn biến của bệnh để góp phần hỗ trợ các đồng nghiệp trong việc theo dõi và điều trị bệnh. Và đúng như là một nhà bệnh học đã nói là không phải là quá cường điệu khi nói rằng là giải phẫu bệnh là nền tảng của y học lâm sàng cũng như là của y học thử nghiệm. Về giá trị của một số xét nghiệm giải phẫu bệnh thì hiện nay đối với giải phẫu bệnh nói chung, chúng ta thường là có hai cái kỹ thuật xét nghiệm cơ bản nhất. Đó là thứ nhất là xét nghiệm mô bệnh học và thứ hai là xét nghiệm tế bào học. Xét nghiệm mô bệnh học qua các cái mảnh bệnh phẩm sinh thiết thì được coi là tiêu chuẩn vàng và của chẩn đoán. Trong hệ thống đánh giá chất lượng của giới y học quốc tế thì chẩn đoán giải phẫu bệnh được chia thành ba cái cấp độ. Độ chính xác cấp 1 là khoảng trên 60%. Những cái chẩn đoán về mặt lâm sàng bằng thông thường kinh điển, đó là nhìn sờ gõ nghe, thì cái độ chính xác có thể lên đến trên chỉ là 60% đối với các bác sĩ có dày dặn kinh nghiệm. Những cái bệnh mà nó chưa có biểu hiện điển hình hoặc là chưa phải là giai đoạn cuối của bệnh thì các bác sĩ lâm sàng có thể phát hiện được chính xác đến trên 60%. Cái nhóm thứ hai là độ chính xác cấp 2 là trên 80% là đúng. Thì đối với những trường hợp mà có ngoài cái lâm sàng ra còn kết hợp với các cái xét nghiệm cận lâm sàng truyền thống khác như là sinh hóa, huyết học, nội soi hoặc là chẩn đoán hình ảnh X-quang thông thường, và cái độ chính xác cấp 3 trên 90% nếu như chúng ta có thêm các cái chẩn đoán của chuyên ngành giải phẫu bệnh và cùng với lại các cái chuyên ngành về chẩn đoán hình ảnh thì có thể phát hiện tới 97-98% các cái trường hợp những trường hợp khó. Để đạt được cái độ chính xác cao thì trong chuyên ngành giải phẫu bệnh thì đòi hỏi là cái khâu lấy bệnh phẩm sinh thiết hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta biết là nếu như mà các bác sĩ lâm sàng hoặc là X-quang can thiệp mà không lấy trúng bệnh phẩm, không lấy trúng vị trí tổn thương thì các bác sĩ giải phẫu bệnh cũng không thể nào chẩn đoán trúng được bệnh. Nếu như mà các bác sĩ lâm sàng và lấy được các cái tổn thương nó đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo bảo quản bệnh phẩm đúng thì khi gửi về các cái labo giải phẫu bệnh thì chúng tôi hoàn toàn có thể chẩn đoán một cách chính xác. Và chính vì vậy trong quá trình thực hành lâm sàng có rất nhiều trường hợp thậm chí trên chẩn đoán hình ảnh hoặc là nội soi tổn thương ác tính khá rõ, nhưng mà khi gửi về cho chẩn đoán giải phẫu bệnh thì do cái vị trí lấy sinh thiết nó không được điển hình và cái số lượng mẫu lấy quá nhỏ thì giải phẫu bệnh cũng không thể nào chẩn đoán được. Và chính vì vậy cũng có một số ý kiến nghi ngờ về cái khả năng chẩn đoán của giải phẫu bệnh. Lĩnh vực thứ hai giải phẫu bệnh hiện nay được sử dụng rộng rãi đó là tế bào học. Thế tế bào học thì được sử dụng trong chẩn đoán và sàng lọc, có thể đánh giá cái hình thái cái tế bào từ các cái mô của cơ thể, các cái tổn thương ở bề mặt hoặc là các cái loại dịch ở cơ thể, thì người ta có thể lấy cái dịch đó, người ta ly tâm, người ta lấy tế bào và từ cái chỗ quan sát tế bào người ta có thể chẩn đoán và sàng lọc được các cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng xét nghiệm tế bào học khác với xét nghiệm mô bệnh học ở chỗ là xét nghiệm tế bào học chỉ quan sát được hình thái tế bào mà không quan sát được cấu trúc của tổ chức. Do đó độ tin cậy của xét nghiệm chẩn đoán tế bào học thì không cao như là chẩn đoán mô bệnh học. Trong thực tế thì có rất nhiều những cái loại ung thư mà hình thái tế bào học thì khá là bình thường, tuy nhiên lại là ác tính, hoặc ngược lại
có khi hình thái tế bào học nhìn thì rất là bất thường, nhưng mà nó lại không có sự biến đổi về cấu trúc của cơ thể. Do đó tế bào học chỉ góp phần cho việc chẩn đoán và định hướng sàng lọc cơ thể, sàng lọc bệnh tật, chứ tế bào học không được coi là một cái tiêu chuẩn vàng giống như là chẩn đoán mô bệnh học. Hiện nay đối với học hiện đại thì cái sự kết hợp giữa kính hiển vi kỹ thuật số và hệ thống mạng internet giúp cho việc chẩn đoán và hội chẩn từ xa đối với các cái trường hợp bệnh khó thì ngày càng thuận lợi và rất là phổ biến. Hiện nay đối với chuyên ngành giải bệnh của chúng tôi thì có thể ở các cái bệnh viện chúng tôi cũng có thể là phối hợp với các đồng nghiệp ở các khoa giải bệnh của các bệnh viện khác để cùng nhau hội chẩn, cùng nhau quan sát và chẩn đoán, kể cả đối với hội chẩn quốc tế, và kết hợp với lại việc scan tiêu bản có thể giúp cho cái việc mà các bác sĩ ở xa hoàn toàn có thể tham khảo giống như là ngồi trên kính hiển vi để cùng xem tiêu bản với nhau. Thì đấy là một cái thuận lợi trong cái sự phát triển của chuyên ngành giải phẫu bệnh. Đối với các cái lĩnh vực nghiên cứu chính của giải phẫu bệnh thì giải phẫu bệnh không phải chỉ đơn thuần là chẩn đoán lành tính hay là ác tính, mà giải phẫu bệnh còn nghiên cứu ở tất cả các cái khía cạnh mà tạm thời chúng ta có thể chia ra đối với cái lĩnh vực nghiên cứu của giải phẫu bệnh. Một là những cái nghiên cứu về mặt tổn thương mang tính chất cơ bản, người ta gọi là giải phẫu bệnh đại cương, và phần thứ hai là tổn thương đặc hiệu của các cái cơ quan, của các tổ chức thì người ta gọi là giải phẫu bệnh các cơ quan. Thì trong cái giải phẫu bệnh chung ấy, giải phẫu bệnh cơ bản thì có rất nhiều lĩnh vực cần phải nghiên cứu, từ nghiên cứu những cái tổn thương ở cấp độ tế bào, ví dụ như là các cái tổn thương về thoái hóa, hoại tử tế bào vân vân, thì giải phẫu bệnh còn nghiên cứu các cái tổn thương do rối loạn tuần hoàn, tổn thương do viêm, tổn thương do u, và đặc biệt hiện nay thì giải phẫu bệnh còn nghiên cứu các cái tổn thương sâu hơn về những cái biến đổi hình thái do rối loạn chuyển hóa, do rối loạn dẫn truyền vân vân, hoặc là đặc biệt là hiện nay nghiên cứu giải phẫu bệnh trong tổn thương tạng ghép là cũng đang được hết sức chú trọng và cũng rất là cần thiết để đánh giá những cái biến đổi sớm của các cái tạng được ghép và giúp cho lâm sàng có cái định hướng điều trị tốt hơn. Trên đây là tôi xin giới thiệu một số những cái nét cơ bản của một số cái nghiên cứu của giải phẫu bệnh. Đối với nghiên cứu giải phẫu bệnh tổn thương tế bào và mô thì trên cái hình ảnh trên slide thì chúng ta thấy ba cái hình ảnh như này. Thì ở đây là những cái tổn thương thuộc vào cái nhóm tổn thương có hồi phục. Các cái tiêu bản, ba tiêu bản này đều là ba tiêu bản của tế bào gan. Thì chúng ta thấy là ở cái hình ảnh bên trái đây thì chúng ta thấy là các cái tế bào gan đã được phóng đại lên. Chúng ta thấy màng tế bào ở xung quanh đây. Ở giữa là nhân tế bào và xung quanh là bào tương của tế bào. Thì chúng ta thấy là trong bào tương của tế bào nó có những cái lẫm tâm, nó có cái hạt nó bắt màu đỏ khi mà được nhuộm bằng thuốc nhuộm kép hematoxylin elgin. Thì những cái tổn thương như thế này chúng ta gọi đây là những cái thoái hóa hạt ở trong tế bào. Và đây thoái hóa hạt là một trong những cái tổn thương mà có thể hồi phục được. Có thể hồi phục được nghĩa là gì? Nghĩa là sau khi tác nhân mà gây ra thoái hóa tế bào không còn nữa, được loại trừ, thì cái tế bào nó có thể trở về trạng thái bình thường mà không còn ở trạng thái thoái hóa hạt như này. Ở cái hình ảnh bên tay phải của chúng ta thì chúng ta thấy là bên dưới này thì chúng ta thấy là cũng là các tế bào gan, màng tế bào thì ranh giới khá rõ, và ở giữa là nhân nó tròn đấy. Thì chúng ta thấy là cái bào tương của tế bào nó rất sáng và nó thể hiện là trong này nó có rất chứa ứ động rất là nhiều dịch, nhiều nước, và hiện tượng như thế này người ta gọi là thoái hóa nước, hay còn gọi là thoái hóa rỗ của tế bào gan. Và hình ảnh ở phía bên trên tiêu bản này thì chúng ta thấy đây chính là thoái hóa hạt. Còn đối với hình ảnh bên dưới này, chúng ta thấy là ở trong bào tương của tế bào nó có những cái khoảng không màu trắng mà ranh giới rất rõ như thế này. Thì những cái khoảng màu trắng này vốn dĩ là nó là các cái giọt mỡ nằm ở trong bào tương tế bào. Trong quá trình xét nghiệm làm cái tiêu bản thì các cái giọt mỡ này nó trôi đi
và chúng ta thấy còn những cái hốc sáng ranh giới rõ và những tổn thương như thế này, chúng ta gọi đó là những cái tổn thương thoái hóa mỡ của tế bào gan. Những trường hợp như thế này, tế bào tổn thương như thế này rất hay gặp ở những người mà uống rượu nhiều, những người nghiện rượu thì dẫn đến tình trạng là thoái hóa mỡ của tế bào gan. Tuy nhiên các cái tổn thương thoái hóa này nó đều có thể là mất đi nếu như mà các tác nhân gây ra tổn thương tế bào nó không còn nữa. Ví dụ như bệnh nhân mà không mà cai rượu, không còn uống rượu nữa thì dần dần các cái tế bào gan bị thoái hóa mỡ nó cũng có thể hồi phục để trở về bình thường. Bên cạnh đó thì có những cái tế bào mà nó tổn thương nhưng là không hồi phục được. Những cái tổn thương này thường là xảy ra ở nhân tế bào. Trên cái hình ảnh bên trái của chúng ta thấy đây cũng là một cái tế bào gan, nhưng mà cái nhân của tế bào chúng ta thấy nó rất là đậm, đậm màu, bát màu rất là đậm, và nó đông vón lại với nhau như thế này. Thì cái hiện tượng như thế này chúng tôi gọi đây là hiện tượng nhân đông. Đây là cái hiện tượng tổn thương nhân tế bào ở mức độ thấp nhất, nhẹ nhất. Tuy nhiên tổn thương này là tổn thương không hồi phục, nghĩa là các cái nguyên cái tác nhân mà gây ra tổn thương làm cho nhân tế bào đông vón lại mà không còn nữa thì sau thì cái tế bào này vẫn sẽ chết đi và không trở về trạng thái bình thường được. Cấp độ nặng hơn thì chúng ta thấy là nhân các tế bào nó vỡ ra như thế này, nó có rất nhiều những mảnh vỡ. Và đến giai đoạn nặng nhất đấy là giai đoạn mà nhân nó tiêu biến đi và các cái tế bào này nó sẽ rơi vào cái trạng thái gọi là các cái tế bào bị hoại tử, và hoại tử thì nó không hồi phục được. Ngoài cái nghiên cứu những cái tổn thương cơ bản của tế bào như vậy thì chúng tôi lĩnh vực giảng bệnh cũng có nghiên cứu những biến đổi thích nghi. Những biến đổi thích nghi là gì? Những biến đổi thích nghi là những biến đổi của tế bào để thích nghi với môi trường. Như vậy xét ở góc độ nhất định thì tổn thương thích nghi là những biến đổi, những biến đổi thích nghi là những biến đổi có lợi chứ không phải là biến đổi có hại. Tuy nhiên nếu như mà biến đổi thích nghi này nó quá mức thì nó có thể nó chuyển thay đổi bản chất của cái tổn thương, có thể chuyển từ lành tính sang ác tính. Nếu như ở hình A này chúng ta thấy tế bào bình thường nó gồm 4 tế bào như thế này thì những cái tổn thương thích nghi là có thể biến đổi thành nhiều cách khác nhau. Thí dụ như tế bào nó có thể bị teo lét đi. Đấy. Hoặc là tế bào nó phi đại lên. Thế thì cả những hai cái trường hợp teo đét và phì đại này chúng ta có thể gặp ở cả trong sinh lý lẫn bệnh lý. Ví dụ như những người già thì bao giờ các tế bào nó cũng bị teo nhỏ lại. Thế hoặc là khi mà một đứa trẻ lớn lên thì cái tuyến nước nó cũng sẽ teo nhỏ lại. Thế và đối với phì đại cũng vậy, cũng có thể sinh lý, cũng có thể bệnh lý. Sinh lý là trong trường hợp mà chúng ta thấy là các cái vận động viên người ta thể hình chẳng hạn, thì các cái tế bào cơ của họ phì đại rất là to và nó hoàn toàn mang tính chất sinh lý. Thế còn bệnh lý thì trong trường hợp teo đét thì chúng ta thấy là nếu như những trường hợp bệnh nhân mà bị gãy xương cẳng chân chẳng hạn thì sau thời gian bó bột kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng thì các cái cơ cũng nó cũng sẽ teo nhỏ lại. Thế hoặc là những cái tổn thương mà phì đại trong những trường hợp mà cơ tim mà nó bị thiếu máu cơ tim hoặc là hẹp van tim thì cái tim nó bị co bóp quá sức, bị gắng sức nhiều thì các cái tế bào cơ tim nó cũng phì đại, và những cái phì đại như thế gọi là phì đại bệnh lý. Ngoài ra thì các tế bào thì cũng có thể nó sẽ tăng sinh lên thành rất nhiều, người ta gọi đó là hiện tượng tăng sản tế bào hay còn gọi là quá sản tế bào, gọi là hyperplasia. Hiện tượng quá sản tế bào thì cũng có thể gặp trong sinh lý hoặc là cũng có thể gặp ở trong bệnh lý. Trong sinh lý thì tôi lấy thí dụ như là cái niêm mạc tử cung ở người phụ nữ mà đến thời kỳ rụng trứng ấy, thì nó tăng sản, nó sẽ dày lên, và như vậy thì sẽ giúp cho cái việc thuận lợi cho cái quá trình làm tổ của cái phôi thai nếu như mà được thụ thai. Thế còn cái tăng sản bệnh lý thì chúng ta có thể gặp trong các cái khối u, kể cả khối u lành tính và khối u ác tính. Cái hiện tượng tăng sản và cái hiện tượng phì đại thì cũng có thể kết hợp với nhau, vừa tăng sản vừa phì đại. Có một cái hiện tượng mà biến đổi thích nghi, đó là hiện tượng dị sản, gọi là metaplasia. Hiện tượng dị sản này là gì? Hiện tượng dị sản là các tế bào biến đổi hình dạng thành một cái loại tế bào khác,
nhưng mà nó cũng ở trong cái về mặt chất lượng tế bào đó nó cũng hoàn toàn bình thường. Tôi lấy thí dụ như như là trong cái trường hợp mà cái tế bào biểu mô phế quản là cái tế bào trụ đường hô hấp, thế nhưng mà ở những người hút thuốc lá thì do khói thuốc lá các tế bào trụ này nó không chịu được thì nó phải biến đổi đi thành các tế bào vẩy, và các tế bào vẩy này cũng hoàn toàn bình thường để cho nó thích nghi với cái môi trường của người hút thuốc lá và chống chọi với môi trường bên ngoài tốt hơn. Và hiện tượng như vậy người ta gọi là dị sản tế bào vẩy của biểu mô phế quản. Có một cái tổn thương mà ranh giới giữa biến đổi thích nghi và tổn thương thực sự, đó là hiện tượng dị sản gọi là dysplasia, xin lỗi, loạn sản, dysplasia. Cái hiện tượng loạn sản này thì người ta chia ra thành, hiện nay người ta tạm chia thành hai cấp độ là loạn sản độ thấp. Thì người ta coi cái loạn sản độ thấp này là một biến đổi thích nghi. Còn loạn sản độ cao thì gọi người ta coi như là các cái dấu hiệu của tiền ung thư. Đấy, tôi lấy thí dụ loạn sản độ thấp chẳng hạn. Thí dụ như ở dạ dày, di sản, xin lỗi, di sản, loạn sản. Ở những người mà bị viêm dạ dày đa toan chẳng hạn, thì các tế bào biểu mô của niêm mạc dạ dày nó thường xuyên nó phải tiếp xúc với cái môi trường có độ axit rất cao, độ toan rất là cao. Thì các tế bào này nó sẽ thay đổi về mặt hình thái của tế bào, nhân của tế bào, thay đổi mặt chất lượng của nhân của tế bào. Thì cái hiện tượng và nó ở cái mức độ thấp, hoặc là những trường hợp mà những cái polyp của đại tràng chẳng hạn, đặc biệt là phía bề mặt của polyp thì thường có cái hiện tượng loạn sản nhưng ở mức độ là độ thấp, mà chúng ta vẫn thấy là có các cái chẩn đoán ví dụ như là u tuyến ống loạn sản độ thấp vân vân, thì đấy là thường là những cái tổn thương mà thích nghi, có thể coi như là một cái biến đổi thuận lợi và có ích chứ không phải là hoàn toàn là có hại. Thế nhưng mà nếu như có loạn sản độ cao thì được xếp vào cái nhóm tiền ung thư. Đối với trường hợp dị sản, tôi xin nói thêm một chút về cái hiện tượng dị sản. Ở đây thì có rất nhiều quý vị khán giả cũng quan tâm đến cái dị sản ruột ở đường của dạ dày. Thế thì cái dị sản ruột này tức là gì? Dị sản ruột có nghĩa là các cái tế bào biểu mô dạ dày nó chịu tác động của môi trường mà nó có thể biến đổi từ các cái tế bào niêm mạc dạ dày bình thường, ví dụ tế bào ở biểu mô bề mặt, để trở thành các cái tế bào nó có chế nhầy ở bên trong, và hiện tượng như giống như các tế bào ở ruột, và người ta gọi hiện tượng đó là hiện tượng dị sản ruột. Thì trong cái dị sản ruột này thì hiện nay thì các tác giả cũng đã chia ra thành hai cái nhóm dị sản ruột, một là dị sản ruột hoàn toàn và dị sản ruột thứ hai là dị sản ruột không hoàn toàn. Dị sản ruột hoàn toàn có nghĩa là các cái tế bào, chúng ta hiểu một cách nôm na là các cái tế tế bào nó giống như tế bào ruột bình thường, tức là nó biến đổi một cách hoàn toàn sang cái tế bào ruột. Thì trường hợp như vậy thì cái nguy cơ ác tính của nó rất thấp. Thế còn nếu mà cái dị sản ruột mà không hoàn toàn, tức là nó biến đổi hình thái tế bào nhưng mà nó không hoàn toàn giống với các tế bào ở đường ở ruột, thì những cái dị sản như vậy thì có liên quan nguy cơ ác tính. Những cái vấn đề thứ hai là nghiện giải phẫu bệnh nghiên cứu các cái tổn thương cho do rối loạn tuần hoàn. Thì có rất nhiều các cái lĩnh vực mà giải phẫu bệnh nghiên cứu về tổn thương do rối loạn tuần hoàn. Ở đây tôi xin giới thiệu bốn cái nhóm tổn thương chính. Thứ nhất là cái xung huyết, thì cũng là do rối loạn tuần hoàn. Và trong cái xung huyết này ấy, thì người ta chia thành hai cái mức độ, hai cái loại khác nhau, hai loại khác nhau. Cái xung huyết thứ nhất gọi là xung huyết chủ động. Cái xung huyết chủ động này thì thường gặp ở các cái mao động mạch và thường là có lợi, nó làm tăng cái nuôi dưỡng máu của các cơ quan tổ chức và nó làm cho cái nuôi dưỡng ở đó nó tốt lên. Và trong vật lý trị liệu thì người ta sử dụng cái xung huyết chủ động này để người ta có thể chiếu các cái loại tia, ví dụ như là các tia hồng ngoại vân vân, để làm cho cái cơ quan đó nó xung huyết lên và nó được nuôi dưỡng tốt hơn và cái tổn thương ở cơ quan nó mau lành hơn. Cái loại xung huyết thứ hai là nguy hiểm hơn là xung huyết thụ động. Có cái xung huyết thụ động thì thường xảy ra ở các hệ thống tĩnh mạch
và do là cái dòng tuần hoàn nó bị cản trở và mạch máu nó bị giãn ra một cách thụ động, thì những trường hợp xung huyết thụ động thì nó thường gây nên một cái hậu quả dẫn đến thiếu oxy, dẫn đến thiếu nuôi dưỡng của cơ quan tổ chức và làm cơ quan tổ chức đó nó sẽ bị tổn thương. Thì đối với xung huyết thì cũng là một trong những cái rối loạn tuần hoàn mà giải phẫu bệnh nghiên cứu. Thứ hai nữa là hình ảnh tổn thương thứ hai là phù chẳng hạn, thì chúng ta thấy đây là biểu mô, đây là các cái phế nang ở phổi, và trong trường hợp mà viêm nhiễm thì các cái phế nang này nó chứa các cái dịch phù nằm ở trong lòng phế nang. Thế thí dụ như là cái hiện tượng xung huyết thụ động chẳng hạn, máu nó bị ứ lại ở phổi và nó làm cho dịch, và ban đầu thì là dịch nó tiết ra, sau đó thì có thể là cả các tế bào máu nó cũng đi ra ngoài vào trong lòng các phế nang như thế này và làm cho việc trao đổi khí, trao đổi oxy giữa các phế nang với không khí nó sẽ bị giảm đi và bệnh nhân sẽ cảm thấy nó khó thở. Cái hiện tượng thứ ba là hiện tượng xuất huyết. Thì tức là các cái hồng cầu nó thoát ra khỏi lòng mạch và nó đi vào trong các cái mô kẽ tổ chức vân vân, thì hiện tượng này xuất huyết hay còn gọi là chảy máu vào các cơ quan tổ chức. Đây là hiện tượng nhồi máu, cũng là một trong những vấn đề mà giải phẫu bệnh nghiên cứu. Thì các cái tổn thương nhồi máu nó là những cái ổ hoại tử ở các cái tạng và nó do thiếu máu cục bộ nó gây ra. Thế thì có hai cái loại mà nhồi máu mà giải phẫu bệnh nghiên cứu, đó là nhồi máu đỏ và nhồi máu trắng. Thế đây chúng ta thấy là cái nhồi máu trắng nó có hoại tử đông, nó có hình tam giác như thế này. Đỉnh của hình tam giác này thường là ở nó hướng về cái chỗ mạch máu nó bị tắc nghẽn, thì nó làm cho thiếu nuôi dưỡng và cái hình ảnh cái mô nó bị tổn thương ấy, nó có hình ảnh của nan quạt như thế này. Thì cái hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng nhồi máu trắng ở thận. Thế ngoài ra thì, và cái nhồi máu trắng này thường gặp là cái ổ hoại tử ở các tạng đặc, còn nhồi máu đỏ thì thường xảy ra ở các cái tạng rỗng. Ngoài ra thì đối với rối loạn tuần hoàn thì giải phẫu bệnh còn nghiên cứu các loại tổn thương khác, thí dụ như là nghẽn mạch, ví dụ như là tắc mạch, ví dụ như là thiếu máu, hoặc là kể cả sốc, các cái sốc chấn thương cũng gây ra những cái biến đổi mặt hình thái mà giải phẫu bệnh cũng nghiên cứu, và chúng ta sẽ có dịp trao đổi sâu hơn ở những cái bài sau. Đối với lĩnh vực thứ ba mà giải phẫu bệnh nghiên cứu, đó là giải phẫu bệnh viêm. Thì đây là một cái lĩnh vực mà cũng khá là rộng, mà chúng ta có thể nghiên cứu ở các cơ quan, ở các cái tổ chức. Thì đối với tiến triển của viêm thì người ta chia ra thành hai cái nhóm chính. Một là viêm cấp tính. Viêm cấp tính mà nếu như mà các cái tổn thương mà nó ở ngoài da thì chúng ta thấy rất rõ, ví dụ như là có các cái triệu chứng như là sưng, nóng, đỏ, đau, hoặc là giảm vận động. Thế còn vào cái loại viêm thứ hai mà theo tiến triển của bệnh thì người ta chia thành viêm mãn tính. Tuy nhiên mỗi một cái loại viêm cấp tính hay là mãn tính thì giải phẫu bệnh chúng tôi nghiên cứu về các cái phản ứng viêm cụ thể, và mỗi một cái phản ứng viêm nó đại diện đặc trưng cho một cái loại viêm khác nhau. Thí dụ như là trong các phản ứng viêm thì chúng ta biết là có ba cái phản ứng viêm chính. Một là cái phản ứng mạch máu hay còn gọi là phản ứng rỉ ở trong viêm. Nó bao gồm cả hai hiện tượng chính, tức là hiện tượng thoát mạch để tạo dịch phù, và thứ hai là hiện tượng xuyên mạch của bạch cầu đa nhân trung tính để làm, hay còn gọi bạch cầu chuyển đoạn trung tính ấy, để ra làm nhiệm vụ thực bào. Cái phản ứng viêm thứ hai là phản ứng tăng sinh. Phản ứng tăng sinh thì đại diện đặc trưng cho loại viêm mãn tính. Trong cái phản ứng tăng sinh thì nó có ba cái hiện tượng viêm chủ yếu. Một là tăng sinh sản của các tế bào, ở đây chủ yếu là các tế bào sợi, nhằm bao vây cô lập cái ổ viêm, nó không lan rộng ra. Cái loại hiện tượng viêm thứ hai trong phản ứng tăng sinh đó là hiện tượng huy động tế bào, ở đây là chủ yếu là các tế bào viêm, các cái tế bào đơn nhân từ các nơi khác để về ổ viêm để tham gia vào quá trình chống viêm, có thể là chống viêm theo cái con đường là đáp ứng miễn dịch tế bào, hoặc là theo con đường đáp ứng miễn dịch thực thể. Cái loại viêm thứ ba mà cái hiện tượng viêm thứ ba trong phản ứng tăng sinh đó là hiện tượng biến dạng tế bào.
trong quá trình viêm thì xảy ra rất nhiều hiện tượng biến dạng tế bào. Chúng ta biết là có cái phản ứng mà miễn dịch dịch thể xảy ra do sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể, thì có một cái giai đoạn, tức là giai đoạn sản xuất ra các kháng thể. Thì trước khi sản xuất ra các kháng thể thì các tế bào lympho B sẽ chuyển dạng để trở thành các tế bào, các cái tương bào, và tương bào mới sản xuất ra các cái kháng thể. Cái loại phản ứng viêm thứ ba là phản ứng hư biến. Cái phản ứng hư biến này thì nó thể hiện được các cái hiện tượng tổn thương tế bào từ cấp độ nhẹ nhất, ví dụ như là thoái hóa, cho đến nặng nhất là cấp độ hoại tử, và thứ hai là có hiện tượng tan rã tổ chức. Thì cái phản ứng hư biến nó không đặc trưng cho viêm cấp tính hay viêm mãn tính, mà có thể nó xuất hiện ở cả trong viêm cấp và cả trong viêm mãn. Thì đấy là đối với cái tiến triển của viêm thì chúng ta có thể chia thành hai loại như vậy. Nhưng đối với giải phẫu bệnh chúng tôi thì nghiên cứu tổn thương viêm thì chúng tôi chia trong các cái tài liệu nói chung của chúng ta, thì tạm thời trước mắt thì chúng ta cũng cứ chia cái tổn thương viêm theo giải phẫu bệnh thành 8 cái loại viêm. Đấy, 8 cái loại viêm này thì các cái bác sĩ của chuyên ngành giải phẫu bệnh thì thường là nắm rất là rõ. Thế tôi lấy thí dụ như là trên hình ảnh là viêm hạt chẳng hạn, thì cũng là do lao, thì cũng là một loại tổn thương viêm trong giải phẫu bệnh, hoặc là viêm mủ, hoặc là áp xe, hoặc là viêm hoặc là hoại thư, hoặc là viêm thanh dịch, hoặc là viêm tơ huyết, vân vân. Những cái trường viêm như thế thì giải phẫu bệnh xếp vào các cái loại viêm do giải phẫu bệnh và chia thành 8 loại. Thì về đối với về viêm, giải phẫu bệnh viêm thì cũng xin trao đổi thêm một chút về cái lĩnh vực mà giải phẫu bệnh chúng tôi cần nghiên cứu. Cái phần thứ tư là cái giải phẫu bệnh các khối u. Có thể nói cái giải phẫu bệnh các khối u là được sự quan tâm nhiều nhất của các quý khán giả và các bạn đồng nghiệp. Bởi vì cái tổn thương u nó không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chẩn đoán nó dễ dàng. Và khi mà để chẩn đoán u thôi thì đôi khi các bác sĩ giải phẫu bệnh đã phải phân loại, phân biệt với rất nhiều các cái tổn thương khác nhau. U ở đây ấy, thì chúng ta hiểu là một cái khối tân sản tế bào, và nó khi nó phát triển thì nó không chịu sự kiểm soát của tế bào, của cơ thể, và cũng như là không tuân theo cái sự phát triển điều khiển của bình thường cơ thể. Người ta có thể nói rằng là U nó là sự quá sản của các tế bào thường ở cùng một dòng, nó trở thành bất thường, sống ký sinh trên cơ thể, không tuân theo quy luật phát triển đồng tồn cơ thể, và nó thể hiện một cái sự mất cân bằng liên tục, không thể tự hồi phục được. Cho nên là chúng ta thấy là nếu như mà một cái khối u, nếu như đã được chẩn đoán nó là một khối u thì nó không thể tự nhiên nó biến mất đi được. Và nếu như có một cái sự tác động, một cái sự can thiệp bằng một cái loại thuốc gì đó thì có thể chỉ làm cho cái khối u đó nó chậm phát triển lại mà thôi, chứ không thể làm cho khối u đó tiêu biến được. Trên thực tế thì chúng ta vẫn có thể thấy một số trường hợp bệnh nhân A, bệnh nhân B đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là khối u, nhưng mà sau đó thì về nhà rồi dùng thuốc thì cái u nó nhỏ đi. Thì tôi e rằng đấy là những cái tổn thương không phải là u, mà nó có thể là những cái tổn thương viêm, mà chúng ta có thể trao đổi thêm ở cái phần sau. Hiện nay đối với trong cái khối u thì có hai loại u chúng ta đều biết, đó là u lành tính và u ác tính. U ác tính thì còn gọi là ung thư, và ung thư nó chiếm cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Thế hiện nay thì báo cáo quý vị và các bạn thì Tổ chức Y tế Thế giới coi nguyên nhân tử vong ung thư là nguyên nhân đứng thứ ba gây chết người trên toàn cầu. Chúng ta thấy là nguyên nhân đầu tiên vẫn là các cái tử vong do nguyên nhân do tim mạch, các cái bệnh lý tim mạch. Nguyên nhân thứ hai thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa vào, đó là nguyên nhân tử vong do tai nạn giao thông, và nguyên nhân thứ ba là do ung thư. Thế ung thư thì hiện nay do cái sự phát triển chung của xã hội, sự phát triển nền kinh tế nói chung thì ung thư cũng có xu hướng ngày càng tăng cao và có xu hướng là trẻ hóa các cái bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên với sự phát triển của y học hiện đại ngày nay thì có rất nhiều phương pháp điều trị tốt, và như vậy và người ta đã thấy rằng có thể có lên tới 1/3 số lượng bệnh nhân ung thư
có thể điều trị khỏi nếu như chúng ta phát hiện sớm. Do đó mà việc tầm soát, sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ là hết sức quan trọng để góp phần trong việc là chẩn đoán sớm các loại ung thư nói chung. Về lịch sử nghiên cứu về u nói chung thì có thể nói là không phải là bây giờ chúng ta mới nghiên cứu, mà có từ rất lâu rồi. Và có thể người ta đã có những cái trong y văn đã nói về những cái nghiên cứu ung thư từ trước công nguyên rất là nhiều năm. Người ta thấy rằng là trên những cái tư liệu của Ai Cập chẳng hạn, người ta đã mô tả các cái trường hợp u vú, và những trường hợp này thì được điều trị đàng hoàng bằng phương pháp đốt nhiệt. Thế hoặc là trong thời kỳ về mặt thuật ngữ ấy, thì Hippocrates có sử dụng cái danh từ gọi là carcinos hoặc là carcinoma để mô tả về các khối u. Sau đó thì các cái thuật ngữ này nó được chỉnh sửa, và Sensis là người La Mã, ông đã gọi ung thư là cancer, hay là tiếng Pháp gọi là căng xe đấy. Và chúng ta tạm gọi nó là bệnh lý là bệnh ca. Từ cái những cái nghiên cứu như vậy thì có một thầy thuốc người La Mã tên là ông Galen, ông ấy đã sử dụng cái từ onco, và hiện nay chúng ta có thuật ngữ là oncology, tức là môn ung biếu học đấy, thì là oncology. Như vậy thì cái u đã được phát triển từ rất lâu, và chính cái sự phát triển thử tìm ra bệnh như vậy nó cũng có liên quan đến vai trò của lĩnh vực bệnh học nói chung và của giải phẫu bệnh. Sang đến thế kỷ 15 thì người ta đã bắt đầu nghiên cứu về mặt phẫu thuật và có những cái chỉ định cụ thể cho một số các loại u. Sang thế kỷ 19 thì dưới sự phát minh ra cái kính hiển vi quang học của một kỹ sư người Hà Lan, thì giải phẫu bệnh đã nghiên cứu từ đại thể và chuyển sang nghiên cứu vi thể. Và trong đó thì Virchow là một nhà bệnh học người Đức, là người đầu tiên đã tiến hành đã nghiên cứu mô tả vi thể. Đối với đầu tiên là ông ấy chỉ nghiên cứu những cái tế bào máu, hồng cầu và tinh trùng. Sau này thì cái sự phát triển của vi thể nó phát triển lên rất nhiều. Và đến cuối thế kỷ 19 thì các cái bệnh nhân ung thư đã được điều trị bằng tia X. Vấn đề điều trị bằng hóa chất của ung thư thì cũng đã có từ khá lâu. Ngay trước công nguyên thì người ta cũng đã sử dụng cây cỏ, tức là điều trị nội khoa để chữa u. Và sau này vào chiến tranh thế giới thứ hai thì khi mà tàu của đồng minh chở quặng Iberit thì các cái cầu thủ ở trên tàu đó thì họ có những biểu hiện suy tủy khi mà họ tiếp xúc với hoạt chất nitro mustard. Thì sau đó người ta sử dụng cái hoạt chất này để người ta điều trị các loại ung thư máu, được coi như đây là những cái nghiên cứu sử dụng hóa chất đầu tiên trong điều trị ung thư. Trong lĩnh vực giải phẫu bệnh thì các bác sĩ giải phẫu bệnh có sử dụng một số các cái thuật ngữ tiếng Anh để thay thế cho những cái thuật ngữ tiếng Việt. Và cái này nó khá là phổ biến, ví dụ như là các cái thuật ngữ là tại sao lại phải dùng như vậy, là bởi vì xét nghiệm giải phẫu bệnh là cái xét nghiệm được quan tâm của các quý vị và của bệnh nhân, cho nên là đôi khi trong một số trường hợp chúng ta đối với bệnh nhân mà có thể tâm lý kém, và chúng ta cũng có thể sử dụng các cái thuật ngữ tiếng Anh để sau đó chúng ta giải thích cho bệnh nhân một cách chi tiết, cụ thể, và có những cái định hướng cho người bệnh thì họ sẽ đỡ bị sốc hơn. Cái thuật ngữ thứ nhất là thuật ngữ là neoplast. Ở đây là cái thuật ngữ chỉ là khối u nói chung, có thể là u lành tính hoặc u ác tính. Trong các cái thuật ngữ mà có cái đuôi oma thì thể hiện là khối u. Khối u này cũng có thể là lành tính hoặc ác tính. Ví dụ như adenom thì đây là một cái u tuyến lành tính, hoặc là papillom là cái u nhũ lành tính, hoặc là melanom là một cái u ác tố ác tính, hoặc là carcinom là u ác tính của mô biểu mô, và sarcom là u ác tính của mô liên kết.
Trong thực tế thì cũng có những cái thuật ngữ mà cũng có đuôi là OMA, nhưng mà thực ra bản chất của nó không phải là khối u. Ví dụ như các bác sĩ tai mũi họng có dùng cái thuật ngữ là cholesteatom ở tai giữa chẳng hạn ấy, thì cái thuật ngữ này bản chất nó không phải là khối u. Tuy nhiên là cái thuật ngữ này người ta dùng đã quen rồi, cho nên hiện nay các bác sĩ tai mũi họng người ta vẫn dùng cái thuật ngữ đó mà rất khó thay đổi. Cái thuật ngữ melanom là cái khối u ác tính hoặc u hạc tố ác tính. Hiện nay người ta còn chia ra khối u của các cái mô đặc biệt, ví dụ như là lymphom là cái khối u của dòng của tế bào dòng lympho. Thì đấy là một số cái thuật ngữ thì cũng xin giới thiệu với lại quý vị khán giả và quý đồng nghiệp là mà không thuộc chuyên ngành giải bệnh thì để chúng ta có thể nắm được. Về cái đặc điểm của u thì có rất là nhiều đặc điểm khác nhau. Ở đây thì qua cái định nghĩa, cái khái niệm về u thì chúng ta cũng đã thấy phần nào chúng ta thấy được cái đặc điểm của khối u rồi. Nó có cái hiện tượng là phát triển tự quản, tức là nó không phụ thuộc cái sự kiểm soát cơ thể. Thứ hai là nó phát triển quá mức, tức là nó quá sự cần thiết của cơ thể. Tại sao mà chúng ta phải nhấn mạnh cái vấn đề này? Bởi vì trong cái quá trình phân biệt u với các cái tổn thương khác, ví dụ như tăng sản hay là quá sản, hoặc là viêm, hoặc là loạn sản vân vân, thì đôi khi như tôi nói ở trên là có thể phân biệt rất là khó. Hoặc là rối loạn cái sự sắp xếp, thì nó cái cấu trúc của mô u nó thay đổi, nó sắp xếp nó không tuần tự, không theo thứ tự trình tự của một cái mô bình thường nữa, mà nó sắp xếp lộn xộn. Tuy nhiên nó có vẻ như là nó gợi lại hình ảnh của các cái mô mà đã sinh ra nó. Chính ở cái đặc điểm này thì các bác sĩ giải bệnh đôi khi phát hiện được, tìm ra được các khối u nguyên phát từ các cái mảnh sinh thiết của các cái vị trí thứ phát. Đấy, ví dụ như bệnh nhân ung thư gan chẳng hạn mà di căn vào các vị trí ở ngoài thành ngực chẳng hạn, thì thành bụng chẳng hạn, thì nhìn cái tế bào ở vị trí thứ phát đó người ta có thể chẩn đoán được là đây là di căn ung thư tế bào gan. Hoặc là trong lĩnh vực giải phẫu bệnh chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp ung thư tuyến giáp chẳng hạn, người ta di căn vào phổi, di căn vào xương, di căn thậm chí di căn vào não. Nhưng mà cái khối u của tuyến giáp khi đó có khi nó còn đang rất nhỏ mà đôi khi chúng ta bỏ qua. Thì hoặc là những bệnh nhân mà đã có tiền sử phẫu thuật ung thư tuyến giáp rồi, hiện nay chúng ta không thấy khối u của tuyến giáp nữa, nhưng mà chúng ta thấy ở những vị trí thứ phát đó, thì nhìn vi thể của các cái vị trí thứ phát đó, chúng ta thấy được các cái nang keo của tuyến giáp, thì chúng ta cũng chẩn đoán được ngay đây là hình ảnh di căn ung thư tuyến giáp vào phổi hoặc vào xương hoặc là vào não vân vân. Về đối với hình thái của tế bào ung thư thì có rất là nhiều cái biến đổi khác nhau. Nó nhân của nó và hình thái của tế bào nó có thể to nhỏ, nó không đều, nó kỳ quái, nhân nó kỳ quái, nó không tròn, nó không mịn, không đều nhau nữa, mà nó có thể nó có nhiều hình thù khác nhau. Và trong giải phẫu bệnh thì có những cái nhân tế bào mà nó có những cái hình ảnh chẳng hạn như nó lớn, nó giống như quả dâu ta. Đấy, nó có nhiều tua như vậy và giải phẫu bệnh chúng tôi gọi đấy là những nhân quái. Thế còn nó đa dạng về hình thái kích thước và nó tăng kiểm tính, cái tỷ lệ của nhân so với bào tương thì nó tăng lên. Và đặc biệt là nó có những cái hình ảnh nhân chia bất thường. Cái hiện tượng nhân chia thì chúng ta có thể gặp ở những tế bào bình thường, nhưng mà đấy là nhân chia bình thường, tức là các cái chất nhiễm sắc nó tản đều về hai cực của tế bào, rồi sau đó nó có quá trình phân chia nhân và nó phân chia bào tương tế bào để tạo thành hai tế bào đều nhau. Tuy nhiên là đối với ung thư thì cái nhân chia đó nó không không đều nhau, nó có thể nhân chia chia về hai cực nhưng không đều nhau, thì cho sau đó thì hậu quả là chúng ta sẽ thấy là có một cái tế bào to và một tế bào nhỏ, hoặc là nhân chia đa cực để tạo thành nhiều cái tế bào có cái kích thước nó hoàn toàn khác nhau. Cái khả năng đặc biệt của cái tế bào ung thư đó là nó có khả năng xâm lấn, hay là sử dụng người ta có thể dùng từ là lan rộng tại chỗ, lan rộng vùng,
thì cái khối u nó có thể phá vỡ cái bề mặt của tác tạng hoặc là phá vỡ cái vỏ của khối u ra, nó xâm nhập vào cái mô xung quanh. Đấy. Thế hiện nay thì cái khối u, cái người ta chia tạm chia cái xâm lấn tại chỗ của khối u mà phá vỡ cái vỏ của khối u đó đi ra ngoài, thì người ta thường là chia thành ba cái loại xâm lan rộng tại chỗ. Đó là cái hiện tượng mà xâm lấn theo cái kiểu mà người ta gọi là kiểu gieo hạt, tức là tạo thành những cái điểm ung thư rất là nhiều xung quanh các khối u trung tâm. Đấy, hình thái thứ hai nữa là nó lan rộng ra và nó không có cái vỏ, không có ranh giới, không rõ nữa. Người ta gọi đấy là hiện tượng xâm lấn theo kiểu vết dầu loang. Và cái loại thứ ba mà người ta thấy rằng nó xâm lấn là các tế bào u nó có thể tăng sinh, nó chia thành các cái nhánh đi len lỏi vào cái mô xung quanh. Người ta gọi là hiện tượng xâm lấn tại chỗ theo kiểu chia nhánh. Một cái đặc điểm mà đặc trưng của ung thư đó là khả năng di căn. Đây là cái hiện tượng di căn của các lan tràn của các tế bào ung thư đến các cái mô, các cái tạng khác nhau. Thế thì có hai cái con đường di căn chính mà hay gặp ở trên lâm sàng, đó là di căn theo con đường máu và thứ hai là di căn theo con đường mạch huyết để đến các cái tạng, các cái mô ở xa cái khối u nguyên phát. Ở trên cái hình ảnh ở trên slide này thì chúng tôi cũng muốn xin giới thiệu hai cái hiện tượng mà chúng ta cần phân biệt với u. Ở bên trái của màn hình thì đây là hiện tượng tăng sản của các tế bào biểu mô vẩy ở cổ tử cung. Thế thì chúng ta thấy là cái bình thường cái lớp tế bào vẩy cổ tử cung nó bình thường nó chỉ có một số cái hàng như thế này thôi, nhưng mà khi nó có quá sản lên do rất là nhiều lý do, chủ yếu đây là các cái lý do về mặt môi trường bên ngoài thôi, do gây viêm nhiễm lâu ngày hoặc là do môi trường sống rồi vệ sinh rồi là tác động của các cái loại vi sinh vật, thì nó có thể quá sản lên thành rất là nhiều hàng như thế này. Và cái hiện tượng quá sản này thì không phải là u, bởi vì cái hiện tượng quá sản này nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của cơ thể, đến một mức độ ở đó thì nó sẽ dừng lại chứ không phải là nó tăng sinh vô hạn như là khối u. Thứ hai nữa là các cái tế bào này bên màn hình bên phải thì nó có thể thay đổi về mặt chất lượng. Nó ngược lại với lại bên quá sản là thay đổi, quá sản này thay đổi mặt số lượng thôi, còn tế bào nhân nó vẫn cứ đều giống giống nhau. Thế còn nếu mà quá sản nó thay đổi về mặt chất lượng tế bào, ở đây chủ yếu là chất lượng nhân tế bào, thì người ta gọi đó là hiện tượng loạn sản của tế bào vẩy. Thì cái hiện tượng loạn sản này cũng không chưa được xếp vào cái loại và khối u. Thế thì đối với cái hình ảnh bên trên này thì chúng ta thấy rằng có cái tế bào bình thường, các cái tế bào mà loạn sản và các cái tế bào ung thư. Thì đấy là một số những hình ảnh về phân biệt, chúng ta cần phải phân biệt trong quá trình thực hành nghề nghiệp, thì chúng tôi phân biệt giữa u với lại tổn thương viêm, u với lại quá sản, u với loạn sản, một số các tổn thương giả u như là colistom hoặc là hamartom, dị sản thì cũng cần phải phân biệt với lại u. Để đấy là cái phân biệt trong quá trình u. Đấy, ví dụ như là cái hiện tượng colistom, tức là cái trong cái biểu mô của tâm vị thực quản này thì nó có các cái tuyến tụy ở đây thì nó nằm lạc chỗ, nằm vào đó. Thế hoặc là đây trên này là hình ảnh của các cái tế bào thực biểu mô tuyến ở thực quản nó bị dị sản ruột trong cái bệnh Barrett thực quản. Thế hoặc là hoặc là hiện tượng là loạn sản của tế bào biểu mô độ thấp của tế bào vẩy, đây là dạ dày có cái dị sản ruột ở dạ dày. Thì đấy là một số cái biến đổi thích nghi, thì xin mô tả thêm như vậy. Về phân loại các khối u thì chúng tôi cũng cũng nói nhanh thôi, cái này chúng ta cũng đều biết rồi, tức là cái khối u thì có thể chia thành u lành tính hoặc là khối u ác tính. Khối u lành tính như u nhú của biểu mô vẩy là u lành tính và u ung thư biểu mô tế bào vẩy là u ác tính. Phân loại theo cách phân loại thứ hai là phân loại theo giai đoạn TNM, tức là người ta dựa vào kích thước hoặc là độ xâm lấn của khối u là T, dựa vào cái mức độ di căn hạch là N và dựa vào cái di căn tạng là M để người ta chia ung thư ra thành các cái bốn giai đoạn, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4,
Thứ hai, cách phân loại thứ hai nữa là phân loại theo đặc tính sinh học của tế bào u, phân loại theo mô bệnh học thì căn cứ vào nguồn gốc của các tế bào u để người ta phân loại. Và hiện nay đối với học hiện đại thì người ta có thể phân loại theo các cái biến đổi phân tử. Đây là một số cái hình ảnh của u lành tính và u ác tính. Đây là u lành tính của tế bào sợi, đây là u ác tính tế bào sợi. Đây là các cái u ác tính của các tế bào thần kinh sọ não. Đây là các cái u lành tính của tế bào sinh dục. Thế thì người ta phân chia cái tế bào u thì dựa vào cái độ biệt hóa, thì có thể biệt hóa thấp từ biệt hóa cao. Biệt hóa cao nó dần giống các tuyến bình thường này, sau đó những trường hợp nó không giống tuyến nữa thì người ta gọi là hiện tượng biệt hóa, kém biệt hóa hoặc không biệt hóa. Về các cái tác nhân sinh u thì cũng chia ra thành ba cái nhóm chính. Một là các cái nguyên nhân về mặt hóa học, nguyên nhân về vật lý và các cái tác nhân về sinh học. Và một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần đề cập tới là các cái gen trong ung thư. Gen trong ung thư thì chúng tôi đã có một cái dịp để trình bày với quý vị về cái di truyền trong cái sinh học phân tử trong ung thư. Thì và trước chúng tôi đã trình bày thì ở trong cơ thể nó cũng có thể có những cái loại gen có thể là sinh ra khối u hoặc là khối gen để ức chế khối u, và hai cái hệ thống gen này nó cân bằng nhau và để cho cơ thể không sinh ra u. Thì phần này chúng ta đã có một cái chương trình để chúng ta tôi đã trình bày rồi. Về những cái hình thành những cái gen mà sinh ung thư, hoặc là hiện tượng do cái hiện tượng mà đột biến của các cái gen tiền ung thư này, các cái hiện tượng năng tăng cái bộc lộ của các protein sinh ung, những cái chuyển đoạn của nhiễm sắc thể vân vân, những yếu tố này đều có thể gây ra các cái biến đổi di truyền và dẫn đến cái tổn thương của gây sinh ra bệnh ung thư nói chung. Hiện tượng khuếch đại gen sử dụng bằng kỹ thuật FISH thì có thể phát hiện ra được các cái đột biến bất thường. Đấy, những cái con đường truyền tín hiệu có thể nó bị hỏng hoặc là nó bị sai lệch trong cái quá trình truyền tín hiệu cũng có khả năng dẫn đến ung thư. Và trong cái yếu tố di truyền thì hiện nay người ta thấy rằng đa số đột biến gen trong ung thư là đột biến mắc phải, chỉ có 5 đến 10% các cái đột biến ung thư có liên quan đến yếu tố di truyền. Ngoài ra có các nguyên nhân khác, ví dụ như giảm sút miễn dịch cơ thể, yếu tố tâm thần kinh, hoặc là sinh học do các tác nhân về mặt sinh học. Thì đây là cái hình ảnh mà cái quá trình mà hình thành u từ các cái do từ những cái biến đổi về di truyền đột biến gen trong quá trình sinh sống có thể dẫn đến ung thư. Ý nghĩa của giải phẫu bệnh thì như chúng ta đã biết thì giải phẫu bệnh có thể giúp chẩn đoán nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có chẩn đoán phân biệt các cái loại ung thư khác nhau. Vấn đề thứ hai nữa là ngoài vấn đề chẩn đoán thì giải phẫu bệnh có thể giúp cho việc tiên lượng bệnh. Chúng ta thấy rằng nếu như mà giải phẫu bệnh chẩn đoán là các cái khối u mà có độ biệt hóa nó kém ấy, thì đương nhiên là tiên lượng của bệnh nhân kém, tiên lượng cho bệnh nhân kém. Giai đoạn ung thư càng cao thì nguy cơ ác tính nó càng cao. Ngoài ra thì giải phẫu bệnh có các cái kỹ thuật đặc biệt, ví dụ như là hóa mô miễn dịch và sinh học phân tử thì cũng có thể giúp cho việc định hướng điều trị và giúp tiên lượng bệnh. Lấy thiện về định hướng điều trị sàng lọc thì thí dụ như là những cái bệnh nhân mà có cái ung thư vú có các cái thụ thể nội tiết nó dương tính thì giúp cho các bác sĩ lâm sàng định hướng cắt bỏ buồng trứng hoặc là sử dụng thuốc nội tiết để ức chế buồng trứng. Thế hoặc là những cái bệnh nhân mà có tiền sử gia đình có nhiều người mắc ung thư vú chẳng hạn, thế thì cũng có thể sử dụng sinh học phân tử để tìm ra những cái đột biến di truyền của cái gen BRCA1 hoặc BRCA2 để có thể là sàng lọc để nguy cơ gây ra ung thư vú ở những người thành viên nữ còn lại trong gia đình. Thì ý nghĩa của giải bệnh nó cũng bao hàm như vậy. Hiện nay căn cứ dựa trên cái đột biến của các gen thì các cái nhà dược phẩm đã sản xuất ra các cái thuốc điều trị đích, và nhiều thuốc cũng đã được cái Cục Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ công nhận để đưa vào sử dụng trên lâm sàng.
Còn một ít thời gian nữa tôi xin phép trình bày về một số các cái kỹ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh chúng tôi hiện nay đang sử dụng. Đó là xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm thông thường HE hematoxylin elgin. Thì cái này thì tôi từ phần đầu đến giờ tôi đã trình bày với lại quý vị khán giả và các bạn. Trên những cái phương pháp nhuộm như này chúng ta có thể thấy được những cái hình ảnh rất là đẹp. Ví dụ như là đây là cái mô đại tràng nhỉ, thì chúng ta có thể đánh giá được hình thái tế bào cũng như là cấu trúc của tổ chức. Cái xét nghiệm thứ hai mà chúng tôi vẫn sử dụng là nhuộm nhầy, nhuộm PAS hay còn gọi là periodic acid sip. Thì những cái trường hợp này chúng tôi có thể phát hiện được những cái tế bào buồng chữa, tế bào nhẫn ở trong ung thư dạ dày nó rất nhỏ. Thế hoặc là trên hình ảnh này chúng ta thấy những cái vàng tử nấm nó bắt màu đỏ này, thì chúng ta phát hiện được đây là những tổn thương do nấm gây ra. Xét nghiệm bằng phương pháp nhuộm diêm xa thì trên hình ảnh chúng ta có thể thấy rằng những cái như hình lò xo đây, đây chính là các cái sán khuẩn HP ở trong cái bệnh lý viêm dạ dày do HP, cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây ra ung thư. Thứ tư nữa là xét nghiệm hóa mô miễn dịch và miễn dịch tế bào. Thì cái xét nghiệm mà hóa mô miễn dịch ấy, đây là một cái phương pháp mà chúng ta sử dụng các cái kháng thể mà chúng ta biết trước để nhận diện sự có mặt của các kháng nguyên tương ứng ở trên tế bào hoặc ở mô. Thế từ đó thì chúng ta sẽ đánh giá được cái đặc tính sinh học của tế bào này như nào. Thì hiện nay chúng tôi sử dụng chủ yếu là miễn dịch men, bởi vì là các cái tiêu bản này có thể quản lý được lâu dài, bảo quản được lâu dài. Ít sử dụng miễn dịch huỳnh quang. Miễn dịch huỳnh quang thì cái chất huỳnh quang nó có thể nó nhạt đi và có thể nó thay đổi. Thì hiện nay chúng tôi chủ yếu miễn dịch men. Tuy nhiên là một số các cái loại bệnh phẩm sinh thiết, ví dụ sinh thiết thận thì người ta vẫn phải dùng miễn dịch huỳnh quang là chủ yếu. Thì đây là một phương pháp rất là hiện đại và có thể hỗ trợ giúp các nhà giải phẫu bệnh chẩn đoán được nguyên nhân, nguồn gốc hoặc là những cái đặc tính sinh học của tế bào ung thư. Thế thì trên đây là một số những cái thuộc về nguyên lý của phương pháp hóa mô miễn dịch, thì chúng tôi cũng xin phép là cũng không đi sâu. Tuy nhiên ở cái phần này chúng tôi chỉ muốn nói thêm rằng sự hiện diện, sự xuất hiện của các cái dấu ấn sinh học ở trên bề mặt của các tế bào nó có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định hướng điều trị và tiên lượng cho người bệnh. Thí dụ như là những cái tế bào hình thoi chẳng hạn, thì trên hình ảnh HE không thể xác định được bản chất tế bào hình thoi này là tế bào cơ trơn hay là tế bào sợi hay là tế bào thần kinh. Tuy nhiên là sử dụng hóa mô miễn dịch thì mỗi một loại tế bào nó sẽ đặc hiệu với lại một cái dấu ấn miễn dịch và chúng ta có thể xác định được. Thế hoặc là trên bề mặt của tế bào đó nó là phân biệt giữa tế bào biểu mô hay tế bào liên kết. Trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng nếu mà nhuộm hóa mô miễn dịch với cái dấu ấn Ki67 là cái dấu ấn mà đánh giá cái chỉ số tăng sinh của nhân tế bào mà nó càng cao thì cái mức độ phân chia của tế bào càng mạnh, đồng nghĩa với việc là mức độ ác tính của nó càng cao. Thì đây là cái sơ đồ tóm tắt về cái phương pháp sinh học hóa mô miễn dịch, và từ cái phương pháp hóa mô miễn dịch này có thể giúp cho các bác sĩ giải phẫu bệnh chẩn đoán phân biệt được nhiều vấn đề khác nhau. Đây là một cái ví dụ chẩn đoán CD trong cái bệnh u mô đệm dạ dày ruột, thì chúng tôi sử dụng cái CD117 nhân dương tính mạnh với các cái tế bào có nguồn gốc ở mô đệm của dạ dày ruột, gọi là các tế bào Kasa. Thế hoặc là trường hợp ung thư vú, những trường hợp mà HER2 dương tính mạnh như này thì bệnh nhân có thể điều trị đích bằng Herceptin, là đột biến của gen HER2. Thứ năm là phương pháp tức thì. Thì hiện nay các bệnh viện thì sử dụng nhiều, tức là trong quá trình mổ thì các bác sĩ, các phẫu thuật viên có thể lấy ra một mảnh bệnh phẩm và gửi xuống các cái khoa giải phẫu bệnh. Nếu như chẩn đoán lành tính thì họ chỉ bóc bỏ u đi thôi. Còn nếu như mà chẩn đoán ác tính thì người ta sẽ có cái phương pháp điều trị nó triệt để hơn. Thứ sáu là xét nghiệm tế bào học qua tròng hút bằng kim nhỏ. Thì sử dụng tế bào học, ví dụ đây là cái u vú chẳng hạn, thì đây là phương pháp rất đơn giản, rẻ tiền, không gây đau đớn và có thể phát hiện và sàng lọc rất sớm được bệnh nhân ung thư vú. Phương pháp mà chúng tôi cũng xét nghiệm tế bào nhưng mà sử dụng phương pháp gọi là cell block, tức là khối tế bào để ly tâm và đúc nến, và các cái tế bào này có thể được giữ lại để làm các kỹ thuật hiện đại như là hóa mô miễn dịch hoặc là sinh học phân tử.
Cái xét nghiệm thứ 8 là xét nghiệm các tế bào bong bằng phương pháp Papanicolaou, tức là nhuộm Pap đấy. Và hiện nay cái phương pháp này rất là phổ biến, đặc biệt là ở Meslatech thì dùng rất là nhiều, sử dụng các cái phiến đồ này để có thể đánh giá được bản chất của tế bào và phát hiện sớm các ung thư tử cổ tử cung do HPV gây ra. Đây là kỹ thuật khối tế bào cell block. Những cái khối tế bào này, đây là các tế bào ung thư và có thể làm các kỹ thuật về cell phân tử và hóa mô miễn dịch. Và thứ 10 là phương pháp cell phân tử. Thì sử dụng các cái kỹ thuật về cell phân tử các cái mức độ khác nhau, các kỹ thuật khác nhau thì có thể phát hiện được các cái đột biến khác nhau và những cái biến đổi về mặt ngoài gen, ngoại di truyền khác nhau để trong cái chẩn đoán các bệnh lý về ung thư. Ngoài ra thì chúng tôi có các cái phương pháp nhuộm bổ trợ khác, ví dụ như là nhuộm bạc, nhuộm miễn dịch hình quang, nhuộm mắc sông, nhuộm mucicamin. Đây là những cái phương pháp nhuộm khác nhau để nhận biết những thành phần khác nhau có ở trong các cái mô của các cái cơ quan. Thì đấy là các cái kỹ thuật mà hiện nay giải phẫu bệnh chủ yếu đang dùng. Tôi ngoài ra thì đối với cái bệnh phẩm để tăng cái mức độ chẩn đoán chính xác của giải phẫu bệnh thì cũng đề nghị là các bác sĩ ở các cơ sở chúng ta gửi bệnh phẩm thì chúng ta phải lấy thứ nhất là lấy bệnh phẩm nó phải đúng đã, lấy đúng, lấy trúng tổn thương, lấy đủ cần cái mô cần thiết. Thứ hai là được cố định tốt. Thứ ba nữa là vận chuyển sớm và về cơ sở của giải phẫu bệnh để chúng tôi tiến hành làm các cái kỹ thuật đảm bảo cái đặc tính của các cái tế bào mà chúng ta lấy ra nó không bị biến đổi. Đây là một số rất là nhiều những cái lý do khác nhau để dẫn đến thay đổi kết quả khi mà nhuộm mà đánh giá HER2 trong ung thư vú. Thì cái này chúng tôi muốn đưa ra để thấy rằng là có rất nhiều các cái nguyên nhân nó chi phối đến cái tính chính xác của xét nghiệm giải phẫu bệnh. Nếu như mà chỉ cần một khâu nào không chính xác thì có thể thay đổi hoàn toàn kết quả. Vấn đề cuối cùng thì tôi cũng qua những phần trình bày trên, tôi xin được đưa ra cái kết luận của một số các cái nhà khoa học, tức là y học lâm sàng thì không thể thực hành mà không có kiến thức về giải phẫu bệnh, và ngược lại thì giải phẫu bệnh chúng tôi chỉ có ý nghĩa nếu như mang lại lợi ích cho lâm sàng, mang lại lợi ích cho người bệnh. Và hiện nay đối với trung tâm giải phẫu bệnh của Meslatech thì có đầy đủ các cái phương tiện, trang thiết bị hiện đại để thực hiện các cái kỹ thuật giải phẫu bệnh và tế bào bệnh học đáp ứng yêu cầu của đồng nghiệp và của người bệnh. Chúng tôi lại có một cái đội ngũ các bác sĩ kỹ thuật viên rất là giàu kinh nghiệm và được đào tạo rất là bài bản, thì hy vọng sẽ được phục vụ cho quý khách hàng và quý đồng nghiệp những cái kết quả giải phẫu bệnh tế bào học có chất lượng nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được nghe chuyên gia, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Trần Ngọc Dũng trình bày về nội dung vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị. Thì em xin trân trọng cảm ơn thầy về nội dung bài giảng vừa rồi vô cùng giá trị và ý nghĩa. Trước khi bắt đầu sang phần thảo luận thì chúng tôi xin phép được thông báo lại một số thông tin như sau. Quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc và những nội dung cần thảo luận mong muốn được chuyên gia của chúng tôi giải đáp cũng như chia sẻ thêm kiến thức thì có thể thông qua hai hình thức. Một, quý vị có thể comment nội dung câu hỏi ngay trong phần nội dung phát sóng trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Meslatech. Thứ hai là quý vị có thể gửi ngay câu hỏi về cho chuyên gia của chúng tôi thông qua tin nhắn trong team. Ban tổ chức của chúng tôi sẽ luôn cập nhật và gửi câu hỏi của quý vị đến cho chuyên gia một cách nhanh nhất để chuyên gia có thể giải đáp thắc mắc của những quý vị. Và ngay bây giờ đây thì không để quý vị thì chờ đợi lâu thì em xin phép gửi đến thầy câu hỏi của khách hàng đầu tiên ạ. Của cán bộ đầu tiên ạ. Em xin phép gửi đến thầy ạ. Thưa thầy, khách hàng soi dạ dày có mô tả dị sản ruột thì có cần phải làm giải phẫu bệnh các tổn thương này không? Nguy cơ tiến đến ung thư từ các tổn thương dị sản ruột này có cao không? Bệnh nhân cần lưu ý gì không và theo dõi như thế nào? Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của quý khách hàng. Thì đối với trường hợp mà bệnh nhân soi dạ dày, đây là cái dị sản ruột là một cái
biến đổi mà cũng rất được quan tâm đối với cả bác sĩ và cả người bệnh. Thì như phần trình bày của tôi có nói, cái dị sản ruột thì nó gồm có hai loại. Một là dị sản ruột hoàn toàn, thì cái nguy cơ ác tính của dị sản ruột hoàn toàn thì nó thấp. Và loại dị sản ruột thứ hai là dị sản ruột hoàn toàn, thì dị sản ruột không hoàn toàn thì cái nguy cơ ác tính nó cao hơn. Chính vì vậy thì cái câu hỏi đầu tiên là cần phải làm xét nghiệm giải phẫu bệnh của những cái tổn thương này. Và về nguy cơ tiến triển từ ung thư từ các cái tổn thương dị sản ruột này thì người ta thấy rằng nó đối với cái dị sản ruột hoàn toàn ấy, thì hầu như không có nguy cơ tiến triển thành ung thư, nhưng mà dị sản ruột không hoàn toàn thì cái tỷ lệ có thể chuyển thành ác tính có thể vào khoảng trên dưới 10%. Đối với bệnh nhân, lưu ý ở đây thì theo tôi thì bệnh nhân cần phải thứ nhất là cần phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ theo khuyến cáo của các bác sĩ. Những trường hợp mà bệnh nhân có dị sản ruột không hoàn toàn, dị sản ruột không hoàn toàn thì thời gian chúng ta kiểm tra lại có thể ngắn hơn, khoảng 6 tháng chúng ta có thể theo dõi lại. Còn những bệnh nhân mà dị sản ruột hoàn toàn thì có thể sau 1 năm chúng ta có thể đi kiểm tra lại. Và chúng ta kiểm tra chủ yếu là bằng nội soi. Điều thứ hai nữa là đấy là về mặt quản lý sức khỏe. Vấn đề thứ hai thì bệnh nhân cần phải quan tâm đến cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống để giúp cho cái việc dị sản này nó không tăng lên nữa. Dạ vâng, em xin trân trọng cảm ơn thầy ạ. Chắc hẳn thì câu trả lời vừa rồi của chuyên gia đã một phần nào giải đáp thắc mắc của quý vị. Thì ngay sau đây em xin gửi chuyên gia câu hỏi thứ hai. Việc lựa chọn mắc cơ hóa mô miễn dịch sẽ ưu tiên theo thứ tự nào trong chẩn đoán các bệnh ung thư? Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Và cái việc lựa chọn mắc cơ hóa mô miễn dịch thường là do các bác sĩ giải phẫu bệnh tham vấn cho các bác sĩ lâm sàng. Trường hợp này cần phải làm những mắc cơ gì? Thế thì dựa vào cái tùy từng cái tổn thương khác nhau mà chúng tôi có đề xuất những cái mắc cơ khác nhau. Trong những trường hợp mà chẩn đoán nó chưa rõ ràng về bản chất của tế bào, thí dụ như là những cái khối u chưa rõ là nó có thuộc của tế bào hình thoi, nó chưa thuộc biết là nó thuộc cái loại tế bào gì, thì cái đầu tiên là chúng tôi sẽ chọn những cái mắc cơ để khẳng định đấy là tế bào gì. Thứ hai nữa ấy, là chúng tùy vào cái mục đích để chúng ta có thể gồm có mục đích chẩn đoán này, chúng ta có thể mục đích điều trị này, chúng ta có thể mục đích tiên lượng này, hoặc là chúng ta có thể có mục đích sàng lọc. Thì từ cả bốn cái mục tiêu như vậy thì các bác sĩ giải quậy sẽ có cái đề xuất. Tôi lấy ví dụ như là nếu như mà trong trường hợp bệnh nhân ung thư vú chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ đề xuất bốn cái mắc cơ chính, hai cái mắc cơ nội tiết là EAPR. Thì nếu như bệnh nhân có dương tính cho cái mắc cơ này thì chúng tôi có thể là thì bác sĩ lâm sàng có thể biết rằng chúng ta có thể sử dụng phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng hoặc là sử dụng nội tiết ức chế buồng trứng. Cái thứ hai là chúng tôi sử dụng cái mắc cơ thứ ba là HER2. Thì nếu HER2 dương tính mạnh thì bệnh nhân có thể nghiên cứu để bác sĩ lâm sàng có thể điều trị đích. Và cái thứ ba nữa là Ki67. Nếu Ki67 cao thì chúng tôi sẽ phân nhóm phân tử cái loại ung thư này nó thuộc cái phân nhóm nào. Và chúng ta thấy là có những bệnh nhân mà cùng là bệnh ung thư vú cả, có cùng là một loại ung thư vú cả nhưng tiên lượng của những người bệnh nó khác nhau. Đấy, thì đấy những trường hợp như vậy thì chúng tôi có ý nghĩa là có thể hỗ trợ để góp phần điều trị và tiên lượng cho người bệnh. Thì tùy thuộc vào mục tiêu, mục đích cụ thể thì chúng ta sẽ có cái chỉ định marker. Nhưng tôi phải nói là cái việc lựa chọn marker này là do các bác sĩ giải phẫu bệnh tư vấn với các bác sĩ lâm sàng. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn chuyên gia. Và thật là câu trả lời vừa rồi của chuyên gia vô cùng là chi tiết và bổ ích về nội dung câu hỏi của đại biểu. Thì ngay sau đây, không để quý vị phải chờ lâu nữa, thì em xin phép gửi đến chuyên gia câu hỏi thứ 3. Xét nghiệm sàng lọc gen ung thư qua máu có chính xác không? Tôi làm một lần rồi nhưng không phát hiện đột biến gen thì đã yên tâm chưa? Có cần phải làm lại lần nữa không? Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, với câu hỏi này thì tôi thấy rằng là với xét nghiệm sàng lọc gen ung thư qua máu thì rất là chính xác. Hiện nay với cái công nghệ sinh học phát triển, chúng ta có cái hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới NGS thì hoàn toàn chúng ta có thể, nó có một cái độ nhạy rất là cao
mà chúng ta hoàn toàn có thể sàng lọc gen, sàng lọc các cái bệnh lý ung thư thông qua các cái xét nghiệm gen qua máu. Cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp sinh thiết lỏng, hay còn gọi là liquid biopsy, tức là người ta lấy máu để người ta xác định được các cái đoạn ADN của tế bào ung thư nó nằm ở trong máu thì rất là chính xác. Cái ý thứ hai là như tôi đã trình bày là đa số các cái đột biến gen ung thư ấy, nó là đột biến mắc phải chứ không phải đột biến di truyền. Do vậy mà nếu mà làm một lần mà không phát hiện thì điều đó không có nghĩa là quý khách hàng là sẽ yên tâm, và chúng ta vẫn cứ phải điều cần phải làm lại. Tuy nhiên thì làm lại, khi nào chúng ta làm lại thì chúng ta có thể dựa vào các cái yếu tố nguy cơ để chúng ta làm lại. Thí dụ như là chúng ta mà đối với khách hàng nào mà lứa tuổi trên 40 mà có cái thói quen hút thuốc lá thì chúng ta nên tiến hành làm khảo sát các cái đột biến gen của ung thư phổi. Những bệnh nhân nào mà bị viêm gan B, viêm gan C thì chúng ta có thể xác định những cái đột biến mà có nguy cơ ung thư gan. Thế hoặc là đặc biệt là những cái gia đình mà có nhiều người bị ung thư vú thì cái nguy cơ ung thư vú cho những người còn lại nó tăng lên, thì nên đi sàng lọc để xét nghiệm cái đột biến BRCA1 và BRCA2 để xác định, để mình có cái chiến lược theo dõi sức khỏe một cách nó chính xác nhất. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn chuyên gia. Quả thực thì nội dung hôm nay về vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị là một nội dung vô cùng là giá trị và bổ ích, thu hút rất nhiều sự quan tâm không chỉ của những y bác sĩ mà có cả những khách hàng đang theo dõi chương trình của chúng ta. Thì chương trình hội thảo trực tuyến của hệ thống y tế Medlatech phát sóng trực tiếp vào thứ sáu hàng tuần với các chủ đề và nội dung vô cùng hấp dẫn và bổ ích. Chính vì vậy, quý vị nào đang quan tâm theo dõi hãy nhanh tay chia sẻ đến đồng nghiệp, những người thân của mình để cùng lan tỏa những kiến thức bổ ích này. Tiếp theo thì em xin gửi đến chuyên gia câu hỏi thứ tư. Tôi nghe nói giải phẫu bệnh là tiêu chuẩn vàng, nhưng nhiều trường hợp kết quả vẫn trả lời là nghi ngờ. Vậy khi đó bác sĩ lâm sàng chúng tôi cần phải làm gì? Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, câu hỏi này thì cũng rất là cảm ơn các đồng nghiệp đã hỏi. Thì đối với cái bệnh chẩn đoán giải phẫu bệnh như tôi đã trình bày trên, nó có rất nhiều các cái yếu tố làm thay đổi cái độ chính xác của chẩn đoán giải phẫu bệnh. Một trong những cái lý do quan trọng nhất tôi đã trình bày là lấy được quá ít cái phần tổn thương, thì chúng tôi chỉ thấy được một cái phần rất nhỏ, chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh lý một cách chính xác, thì chúng tôi phải để là nghi ngờ. Thế hoặc là cũng có những trường hợp mà chúng ta lấy bệnh phẩm nhưng mà cái việc cố định bệnh phẩm không tốt, chuyển bệnh phẩm về cho các labo giải phẫu bệnh để quá lâu. Ví dụ chúng ta cố định một phong môn mà đến sau 72 tiếng thì cái mảnh bệnh phẩm, nhất bệnh phẩm nhỏ, nó quắt lại và kỹ thuật giải phẫu bệnh không thể nào mà làm cho chúng tôi một cái tiêu bản tốt nhất được. Chính vì vậy mà những trường hợp như thế chúng tôi có thể là theo dõi hoặc nghi ngờ. Những trường hợp như vậy thì tốt nhất là các bác sĩ lâm sàng theo dõi và sinh thiết lại giúp chúng tôi. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn chuyên gia ạ. Thì nội dung hôm nay vô cùng là giá trị, vậy nên là ban tổ chức của chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp và gửi đến chuyên gia một cách nhanh nhất những câu hỏi của quý vị để chuyên gia có thể chia sẻ cũng như giải đáp thắc mắc của quý vị. Thưa thầy, em xin gửi đến thầy câu hỏi tiếp theo ạ. Bác sĩ cho biết những trường hợp nào thì nên xét nghiệm đột biến gen? Cái câu này thì tôi đã trả lời trong câu hỏi số 3 rồi, thì cũng là đã trả lời luôn câu hỏi này rồi. Thì những cái trường hợp mà cần phải xét nghiệm đột biến gen thì chúng ta làm như thế nào? Tuy nhiên ở đây có hai tôi cũng phải xin nói thêm là có hai cái loại bệnh phẩm để chúng ta làm xét nghiệm. Loại thứ nhất là chúng ta có thể lấy bệnh phẩm khối u. Đấy, trong những trường hợp mà khối u mà là trường hợp ung thư thì chúng ta có thể làm các xét nghiệm đột biến để tìm cái cơ hội để điều trị đích cho người bệnh. Và một cái loại thứ hai là chúng ta điều trị xét nghiệm máu để chúng ta khảo sát được cái tình trạng đột biến của bệnh nhân ung thư. Thì câu này nó đã trả lời trong câu hỏi số 3 rồi. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy, thì đại biểu Nguyễn Quốc Việt có gửi đến thầy một câu hỏi. Xin thầy nói kỹ thêm về kỹ thuật phần hóa mô miễn dịch. Em xin cảm ơn ạ.
Và cái phần hóa môn miễn dịch thì như cái phần nguyên lý thì tôi cũng trình bày nó cũng có với quý vị các bạn rồi. Cái phần hóa môn miễn dịch ấy, thì nguyên lý của phương pháp hóa môn miễn dịch là chúng ta sử dụng những kháng thể biết trước để nhận biết được sự có mặt của các kháng nguyên tương ứng ở trên bề mặt. Thế thì khi mà chúng ta đưa một cái kháng thể biết trước vào thì chúng ta đã gắn cái kháng thể đó, các nhà sản xuất họ đã gắn cái kháng thể đó với lại một chất chỉ thị màu rồi. Nếu như trên tế bào đó, trên tế bào nó có các kháng nguyên tương ứng thì sẽ xảy ra một cái sự kết hợp kháng nguyên kháng thể. Tôi lấy thí dụ như là chúng ta đưa kháng thể HER2 vào trong ung thư vú, chúng ta đưa vào trong nhuộm ở cái mô vú, nếu như có kháng nguyên đó thì nó sẽ giữ lại cái kháng thể ở trên tế bào ung thư vú. Còn nếu như nó không có cái kháng nguyên đó thì cái kháng thể nó sẽ trôi đi. Và nó trôi trôi kháng thể đi, nó trôi luôn cả cái chất chỉ thị màu đi thì chúng ta không quan sát được trên kính hiển vi. Nếu như mà chúng nếu mà nó có thì nó được giữ lại ở trên tiêu bản và chúng ta quan sát trên kính hiển vi. Và cái chất chỉ màu hiện nay người ta thường dùng là DAB, tức là chất chỉ thị nó có màu vàng nâu, và chúng ta thấy càng nhiều màu vàng nâu ở trên bề mặt trên tiêu bản thì điều đó có nghĩa là dương tính càng mạnh. Tất nhiên hết sức lưu ý là đọc tiêu bản thì chúng ta phải biết kháng nguyên nào nằm ở màng tế bào, kháng nguyên nào nằm ở bào tương tế bào, kháng nguyên nào nằm ở nhân tế bào để tránh trường hợp chúng ta nhầm với dương tính giả và âm tính giả. Do vậy khi nhuộm hóa môn miễn dịch lưu ý bao giờ cũng phải có chứng âm và chứng dương thì nó mới chính xác được. Dạ vâng, em xin cảm ơn chuyên gia ạ. Dạ vâng, câu trả lời vừa rồi của chuyên gia chắc hẳn đã phần nào giải đáp thắc mắc của quý vị. Thì em xin phép gửi đến thầy câu hỏi tiếp theo ạ. Xin phép bác sĩ cho hỏi là một phần xét nghiệm đột biến gen thì có biết hết được tất cả các loại gen gây ung thư không? Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Đối với xét nghiệm đột biến gen thì có nhiều kỹ thuật khác nhau và người ta sử dụng các cái kỹ thuật này theo cái mục đích khác nhau. Tuy nhiên là sử dụng hiện nay với cái hệ thống giải trình tự thế hệ mới thì có thể xét nghiệm gen một lần có thể phát hiện được rất là nhiều đột biến của các nhiều loại gen khác nhau. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nói là từ biết hết thì không thể biết hết được. Bởi vì là hiện nay cái đột biến gen trong cái ung thư chúng ta mới mới chỉ nghiên cứu một phần rất là nhỏ thôi. Cho nên là tuy nhiên là người ta có thể sử dụng để người ta phát hiện ra một loạt các cái đột biến gen mà thường gây ra bệnh, nhiều loại gen, đa gen khác nhau thì cũng tạm thời có thể đáp ứng được với cái yêu cầu của khách hàng khi mà đi làm xét nghiệm gen, với điều kiện là chúng ta phải sử dụng cái kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới chúng ta mới làm được. Chứ còn nếu như mà chúng ta mà đi làm xét nghiệm gen và sử dụng các cái bộ kit mà có sẵn được được sản xuất sẵn thì người ta sản xuất cái bộ kit nào thì người ta phát hiện cái gen mà tương ứng với bộ kit đấy mà thôi. Thế còn bây giờ giải trình tự thế hệ mới thì hoàn toàn có thể phát hiện được đa gen, và hiện nay Meditech mình cũng đã có cái giải trình tự thế hệ mới rồi. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn thầy ạ. Xin cảm ơn quý vị bác sĩ đã gửi câu hỏi về cho ban tổ chức. Tuy nhiên thì do thời lượng chương trình có hạn nên những câu hỏi mà quý vị gửi đến cho ban tổ chức mà chúng tôi chưa kịp chuyển đến chuyên gia thì ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và gửi đến chuyên gia. Sau đó, trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi sẽ phản hồi riêng đến quý vị qua nhiều hình thức như là gửi tin nhắn, gọi điện hoặc là gửi qua email. Trước khi khép lại chương trình thì sắp tới cũng là nhân dịp 20 tháng 11, thì cho phép em xin được gửi lời chúc đến thầy cũng như là các thầy cô ở trên khắp mọi miền Tổ quốc một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc cũng như là thật thành công trong con đường sự nghiệp chồng người ạ. Một lần nữa thì em xin thay mặt cho ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến thầy vì hôm nay đã gửi đến cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay một nội dung bài giảng vô cùng là ý nghĩa và giá trị. Em xin trân trọng cảm ơn thầy ạ. Và xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các bạn đã chuẩn bị một cái cuộc hội thảo hết sức là thành công, và cũng xin nhân dịp này kính chúc quý vị khán giả, quý đồng nghiệp một sức khỏe thật là tốt, và cùng với lại chuyên ngành giải phẫu bệnh chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa để mang lại thật là nhiều những cái ý nghĩa của xét nghiệm giải phẫu bệnh đối với người bệnh.
xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, em xin trân trọng cảm ơn thầy ạ. Trước khi ghép lại chương trình thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn link form khảo sát để toàn thể quý vị đang theo dõi hội thảo online có thể dễ dàng truy cập bằng cách link trên màn hình để làm test lượng giá khảo sát. Sau đó quý vị vui lòng nhập đầy đủ câu trả lời của mình vào mỗi câu hỏi tương ứng. Đây là bài test bắt buộc để ban tổ chức có cơ sở cung cấp chứng nhận CME cho quý vị đủ điều kiện sau hội nghị. Và một lần nữa thì em xin trân trọng cảm ơn chuyên gia đại tá tiến sĩ bác sĩ cao cấp Trần Ngọc Dũng đã đồng ý tham gia chương trình của chúng em ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn thầy ạ. Và sau thời gian làm việc liên tục và nghiêm túc thì hội thảo trực tuyến ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của hệ thống y tế Medlatech. Chúc quý vị một lần nữa xin chúc quý vị đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt cho ban tổ chức thì tôi xin phép bật mí cùng quý vị chương trình hội thảo trực tuyến tuần sau với đại tá tiến sĩ bác sĩ cao cấp Nguyễn Lê Cát, chủ nhiệm khoa xét nghiệm Viện Pháp y Quân đội, ủy viên Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Hệ thống Y tế Medlatech với chủ đề ứng dụng phân tích ADN trong xác định quan hệ huyết thống. Chương trình sẽ được phát sóng vào thứ 6 ngày 24 tháng 11 năm 2023. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Xin chào quý vị. Bác sĩ đã tham dự hội thảo trực tuyến số 20 do đại tá, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Trần Ngọc Dũng, chủ nhiệm bộ môn kiêm chủ nhiệm khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y chủ trì. Ngay lúc này, ban tổ chức chương trình hội thảo trực tuyến sẽ mở đường link đăng ký hội thảo trực tuyến số 21 với chủ đề ứng dụng phân tích ADN trong xác định quan hệ huyết thống do chuyên gia, đại tá, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Lê Cát, chủ nhiệm khoa xét nghiệm, Viện Pháp y Quân đội, ủy viên Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Hệ thống Y tế Medlatech chủ trì. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2023 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Xin nhắc lại, chương trình hội thảo trực tuyến số 21 được phát sóng trực tiếp vào thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2023 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Hội thảo cấp chứng nhận CME với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình và làm bài post-test đạt từ 50% điểm trở lên. Ngay bây giờ, quý vị đăng ký tham dự có thể quét mã QR sau để truy cập đường link. Mọi thông tin cần giải đáp về hội nghị, quý vị vui lòng liên hệ cán bộ Phạm Hoàng, số điện thoại 0853 134 568.
Y tế Medlatech trân trọng cảm ơn quý y bác sĩ đã tham dự hội thảo trực tuyến số 20 do Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Trần Ngọc Dũng, Chủ nhiệm bộ môn kiêm Chủ nhiệm khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y chủ trì. Ngay lúc này, ban tổ chức chương trình hội thảo trực tuyến sẽ mở đường link đăng ký hội thảo trực tuyến số 21 với chủ đề Ứng dụng phân tích ADN trong xác định quan hệ huyết thống do chuyên gia Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Lê Cát, Chủ nhiệm khoa xét nghiệm, Viện Pháp y Quân đội, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo Hệ thống Y tế Medlatech chủ trì. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2023 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Xin nhắc lại, chương trình hội thảo trực tuyến số 21 được phát sóng trực tiếp vào thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2023 trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Hội thảo cấp chứng nhận CME với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng của chương trình và làm bài post-test đạt từ 50% điểm trở lên. Ngay bây giờ, quý vị đăng ký tham dự có thể quét mã QR sau để truy cập đường link. Mọi thông tin cần giải đáp về hội nghị, quý vị vui lòng liên hệ cán bộ Phạm Hoàng, số điện thoại 0853 134 568.